Hi, xin chào tất cả các bạn quay lại channel của mình. Thì hôm nay channel của mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái giường cho búp bê ha, mình tự làm. Thì nếu nó không được đẹp thì mong các bạn thông cảm cho mình ha. Thì mình cũng không có khéo tay mấy, mình vừa mới làm xong nha. Ăn cơm xong thì mình quay video luôn cho các bạn xem. Đây là một chiếc giường búp bê Barbie ha. Một chiếc giường búp bê Barbie. Đây, rất là đẹp luôn, toàn hình của búp bê không à. Thế này mới gọi là phù hợp với bê, thế này mới gọi là giường cho búp bê chứ. Toàn hình phụ kiện đều búp bê Barbie hết à. Thế này mình làm bìa của cái quyển mà búp bê Barbie thời trang cái gì đó ha. Này, đó. Đây, mình hình kim cương rất là cute. Đằng sau này cũng có hình kim cương. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cho các bạn chiêm ngưỡng cái này ha. Đây là một cái giường. Một cái giường. Mình sẽ để ngang cho nó dễ quay ha. Đây là đằng sau của nó. Đây, không đằng sau thì không được đẹp cho lắm, các bạn thông cảm nhé. Đây là đằng trước của nó. Rất là nhiều màu hồng luôn. Rất là đẹp phải không? Thì cái giường này mình đặt tiền cho nó là chiếc giường búp, chiếc giường Barbie. Giường Barbie ha. Nếu mà các bạn thích thì các bạn có thể đặt tên khác cho chiếc giường này cũng được ha. Mình thì thấy chiếc giường Barbie hợp hơn. Thì mình thấy là chiếc giường này có hai công dụng. Một là để làm giường ngủ cho Barbie. Thì cái giường này mình chưa có lót cái lót mà lót này này, lót giường vào xong rồi mình chưa có cho chân gối lên ha, tại vì nhà mình không có búp bê, với cả mình cũng không có thích chơi búp bê nha. Mình chỉ làm để chơi thôi. Thứ hai là có công dụng là sau khi ngủ xong, chúng ta có thể làm như thế này để đồ lên đây này, trở thành một chiếc tủ luôn. Ok, rất dễ dàng phải không? Đây, một chiếc tủ rất là to luôn. Nếu thích các bạn có thể lấy băng dính dán lên đây xong rồi lấy cái móc quần áo ấy dán vào, xong các bạn treo quần áo lên nè. Đó, sau đó để một đống đồ xuống đây có ha. Nhưng mà khi đã thành giường ngủ thì treo quần áo lên cũng được nha. Nó hạ xuống đất, hạ xuống sàn như thế này không sao, nhưng mà cái đồ này nó sẽ đổ xuống ha. Các bạn, đây, một chiếc giường rất là nhiều màu hồng luôn. Có một cô Barbie dễ thương đang đứng ở đây rất là kỹ. Ha, rất là kỹ. Rất là cute. Đây, chiếc giường rất đẹp luôn. Mình đã tốn rất là nhiều giấy á, rất nhiều băng dính luôn á. Từ đầu mình nghĩ là làm giường xong rồi lại định làm tủ. Nhưng mà thôi lại làm giường tiếp. Thấy các bạn thấy mình có ngố không? Cực kỳ ngố luôn ấy. Đây là đằng sau của chiếc giường. Đó, rất là nhiều kim cương. Cực kỳ hài hước. Đây đằng dưới. Đây ha. Đó, rất là đẹp phải không? Chiếc giường này rất là đẹp. Thì video này mình để giới thiệu thôi nha. Thì mình muốn hỏi ý kiến các bạn là các bạn nào thích chiếc giường này không? Có muốn mình làm video bán chiếc giường này không? Ha? Thì mình sẽ ra một chỉ chút nữa mình sẽ ra video bán. Mình đang hỏi ý kiến các bạn thôi, chứ video này mình giới thiệu thôi, chứ mình không có bán chiếc giường này đâu ha. Mình muốn hỏi là các bạn có muốn mình ra video bán chiếc giường này không? Thì mình sẽ ra video luôn, tại vì nhà mình không có búp bê, với cả mình không có thích búp bê, thế nên mình không muốn chơi búp bê nha. Mình không có thích búp bê, mình không chơi búp bê nha. Đó, rất là tràn đầy màu hồng. Tràn đầy màu hồng của sự dễ thương. Thương. Nếu bạn nào mà thích thì mình sẽ ra video bán nha. Mình chỉ hỏi ý kiến các bạn là các bạn có muốn mình ra video bán chiếc giường này không thì mình sẽ ra video. Còn nếu không thì các bạn có thể không comment cũng được, chỉ xem là được rồi. Còn nếu bạn nào thích thì có thể bảo với mình để mình ra video bán luôn. Nếu không thì thôi ha. Thì chiếc giường này thì nếu mà bạn nào mà
ra video bán thì mình sẽ bán ha. Thì trước giờ này mình chưa có lót vải lên, với cũng chưa có lót đệm, chưa có cho chân gối lên đâu nha, tại vì nhà mình đâu có búp bê đâu. Đó, công dụng của chiếc giường là như vậy đó các bạn ha, có tận 2 công dụng luôn. Thì video giới thiệu của mình kết thúc rồi. Nếu bạn nào thích video của mình, các bạn cho video like, share, chia sẻ bè và nhớ đăng ký kênh ha. Không quên mình dưới ý kiến của mình để cho mình biết là không quên dưới ý kiến của các bạn ấy để cho mình biết là mình có nên ra video bán chiếc giường này không nha. Ok, chào tạm biệt.